Nhớ về đồng chí Võ Văn Kiệt, cố Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với bí danh thân thương trìu mến mà đồng bào vẫn thường gọi là ông Sáu Dân, chú Sáu Dân, anh Sáu Dân. Ai cũng nhận thấy, đồng chí hội tụ những phẩm chất vô cùng tốt đẹp, kết tinh những đức tính, những khả năng chỉ có thể có ở những con người từng trải qua sóng to gió lớn, từng tôi luyện trong khói lửa chiến tranh. Đồng chí Võ Văn Kiệt, người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân, một nhân cách lớn, gánh trên vai những sứ mệnh lịch sử hết sức nặng nề, to lớn, trọn đời vì nước, vì dân. Sinh ra và lớn lên trên vùng đất Vĩnh Long, địa linh nhân kiệt, được nuôi dưỡng trong môi trường giàu truyền thống yêu nước bất khuất của quê hương, gia đình, được lớp chiến sĩ cách mạng dìu dắt. Phan Văn Hòa, tên thật của đồng chí Võ Văn Kiệt, sinh ngày 23 tháng 11 năm 1922 trong một gia đình nông dân nghèo ở ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long. Đồng chí sớm có tinh thần yêu nước và giác ngộ cách mạng, từ một thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản ưu tú. Năm 1938, khi mới 16 tuổi, Võ Văn Kiệt đã tham gia hoạt động cách mạng trong phong trào thanh niên phản đế. Tháng 11 năm 1939, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Khởi nghĩa Nam Kỳ bùng nổ, ở tuổi 18, đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu làm bí thư chi bộ xã Trung Hiệp, huyện ủy viên huyện Vũng Liêm, lãnh đạo nhân dân nổi dậy cướp chính quyền ở huyện lỵ. Cuộc khởi nghĩa tuy thất bại, nhưng hình ảnh người chỉ huy đội du kích xã Trung Hiệp đã dần bộc lộ tư chất của một nhà lãnh đạo tài năng. Khởi nghĩa Nam Kỳ do nhiều yếu tố đã bị thất bại, và đồng chí Võ Văn Kiệt được cái tổ chức bố trí ra hoạt động ở cái vùng U Minh Thượng, là tức là cái vùng rạch giá Kiên Giang hiện nay. Và trở về đó thì với tinh thần kiên trung cách mạng, đồng chí đã tham gia là khôi phục lại cái phong trào cách mạng ở rạch giá, xây dựng cái căn cứ ở U Minh Thượng, và đồng chí trực tiếp phụ trách sản xuất vũ khí, là tổ chức những cái đội du kích vũ trang để tổ chức một cái lực lượng vũ trang ở cái thời kỳ là trước cách mạng tháng 8. Khi thực dân Pháp tái chiếm Nam Bộ, trên cương vị Ủy viên Chính trị Dân quân Cách mạng Liên tỉnh Biển Tây, đồng chí Võ Văn Kiệt được phân công trực tiếp lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ở các tỉnh Rạch Giá, Bạc Liêu. Dưới sự chỉ đạo của đồng chí, quân và dân Rạch Giá, Bạc Liêu đã lập nhiều chiến công hiển hách, làm phá sản ý đồ chiến lược đánh nhanh thắng nhanh của quân đội viễn chinh Pháp, góp phần làm nên biểu tượng kiên cường bất khuất của miền Nam thành đồng tổ quốc. Với những thành tích to lớn, đồng chí Võ Văn Kiệt được cử đi dự đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng tại Việt Bắc. Sau đại hội, được Trung ương cử đi đào tạo ở Trung Quốc. Song đất nước quê hương đang chìm trong lửa đạn, đồng chí xin được trở về miền Nam để tiếp tục hoạt động cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Sau Hiệp định Geneva, đồng chí Võ Văn Kiệt được Đảng phân công bí mật ở lại miền Nam, hoạt động bên cạnh đồng chí Lê Duẩn, bí thư xứ ủy, tiếp tục chỉ đạo phong trào cách mạng miền Nam. Trong thời gian hơn 10 năm, từ năm 1959 đến đầu năm 1970, dưới sự chỉ đạo của khu ủy T4, đứng đầu là bí thư khu ủy Võ Văn Kiệt. Đồng chí còn là người chỉ huy lực lượng biệt động Sài Gòn bất khuất kiên cường chiến đấu, khiến kẻ thù phải khiếp sợ. Những trận đánh đồng loạt vào các mục tiêu đầu não của kẻ thù như Tòa Đại sứ Mỹ, Dinh Độc Lập, Nhà Cảnh sát Đô Thành. Trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968,
góp phần vào thắng lợi chung của nhân dân cả nước, buộc đế quốc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán và ký Hiệp định Paris tháng 1 năm 1973, rút quân đội ra khỏi miền Nam, tạo ra cục diện mới cho cách mạng miền Nam. Sau Hiệp định Paris, trên cương vị là Ủy viên Thường vụ Trung ương Cục miền Nam, Bí thư Khu ủy kiêm Chính ủy Quân khu 9, đồng chí Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo Khu ủy và Bộ Tư lệnh Quân khu đưa ra những quyết định mang tính lịch sử: đánh địch lấn chiếm, giữ đất, giữ dân, không chấp nhận ngừng bắn khi chính quyền Sài Gòn vi phạm Hiệp định Paris, kiên quyết chủ động và liên tục tấn công địch trên các mặt trận, cả nông thôn và thành thị. Với quyết định chính trị đúng đắn và rất sáng tạo đó, chỉ trong thời gian ngắn, quân và dân khu 9 đã làm thất bại âm mưu lấn chiếm của địch, mở rộng thêm nhiều vùng giải phóng, tạo nên thế và lực mới quan trọng, là một trong những cơ sở để Đảng ta đưa ra quyết định phát động cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975. Đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi, giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước ngày 30 tháng 4 năm 1975. Những kinh nghiệm, bài học quý rút ra từ hai cuộc kháng chiến chống thực dân đế quốc cùng thực tế ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam sau giải phóng đã góp phần cung cấp những cơ sở thực tiễn quý báu cho việc hoạch định đường lối đổi mới đất nước. Là một nhà lãnh đạo tiên phong, sớm có tư duy đổi mới trên nhiều lĩnh vực đời sống, của nhiều chủ trương kinh tế xã hội vô cùng táo bạo, những thành tựu dấu ấn gắn liền với tên tuổi của Thủ tướng Võ Văn Kiệt trên khắp mọi miền Tổ quốc chính là kết quả của biết bao quyết tâm, thách thức, trăn trở. Bởi vị Thủ tướng hết lòng vì nước vì dân, luôn động chạm đến những vấn đề lớn lao mà không mấy ai dám nghĩ tới. Nhớ lại những ngày đầu đất nước giải phóng, thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cơ chế quản lý kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp, nền kinh tế trì trệ, thiếu năng động và kém hiệu quả. Tình trạng bế quan tỏa càng, thành phố Hồ Chí Minh thiếu lương thực, chất đốt, các nhu yếu phẩm cấp thiết cho sản xuất sinh hoạt. Trước tình hình đó, từ năm 1976 đến năm 1981, đồng chí Võ Văn Kiệt được Đảng Nhà nước giao chức vụ Bí thư Thành ủy và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Với tư duy năng động, sáng tạo, tác phong làm việc sâu sát, luôn tìm tòi đổi mới, đồng chí đã cùng ban lãnh đạo thành phố đưa ra những chủ trương đúng đắn, những quyết sách chỉ đạo hiệu quả, huy động được mọi tầng lớp nhân dân tham gia vào công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ gìn an ninh trật tự, giải quyết vấn đề việc làm, từng bước tháo gỡ khó khăn, đưa thành phố Hồ Chí Minh dần đi vào ổn định và trở thành đầu tàu kinh tế của cả nước. Đồng chí Võ Văn Kiệt là đi xuống dưới cơ sở, đi tận từng cái nhà máy, nghe giám đốc báo cáo, rồi đó là đi gặp công nhân. Chính cái lúc mà đi gặp công nhân đó, thì nó thể hiện rất rõ cái ý chí, cái mong muốn của đồng chí Võ Văn Kiệt là giải quyết được cái sản xuất, giúp cho cái đội ngũ công nhân trực tiếp sản xuất này khỏi bị thất nghiệp và đói. Năm 1982, theo sự phân công của Bộ Chính trị, đồng chí Võ Văn Kiệt được điều động ra Hà Nội nhận nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng kiêm chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch Nhà nước. Trên cương vị mới, đồng chí luôn trăn trở tìm tòi các giải pháp bước đi phù hợp với điều kiện thực tiễn, tháo gỡ những khó khăn. Đồng chí chỉ đạo xây dựng kế hoạch phải tính đến khả năng chủ động, mạnh dạn giao quyền tự chủ cho các địa phương, ngành. Với đồng chí, người lập kế hoạch không nên ngồi trong phòng giấy. Lập kế hoạch phải xuất phát từ thực tiễn cuộc sống ở các thôn xóm, xã, xí nghiệp, nhà máy, công trường. Làm theo kiểu đó, kế hoạch mới có cái hồn, cái thi vị của cuộc sống, sát với thực tiễn đòi hỏi. Đồng chí yêu cầu phải bỏ lối làm việc ôm đồm, lối làm việc tắc trách, nhiễu nhương, cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp.
82 thì ra làm chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Nhà nước. Nhưng cả một năm 83 đó ông không làm việc. Giao việc cho ông phó ở nhà, trực ở nhà. Và ông đi suốt miền Bắc và miền Trung. Một năm trời. Ông bảo tôi đi thực tế một năm đã. Sau đó tôi về làm việc. Bởi vì miền Nam tôi nắm được rồi, miền Trung, miền Bắc tôi chưa nắm được. Ông rất quan tâm đến cái đổi mới cơ chế cảnh hóa. Ông dành nhiều thời gian cho chuyện đó. Nhiều hội thảo ông dự. Và từ một cái kế hoạch rất là cứng nhắc, một kế hoạch nhà nước cân đối, ông đã đề cập ra kế hoạch 2, kế hoạch 3 để nhằm thu hút thêm những nguồn lực trong dân của nhiều giờ kinh tế khác nhau. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 6 của Đảng Cộng sản Việt Nam năm 1986 là dấu mốc lịch sử quan trọng của đất nước, của dân tộc, là bước ngoặt mang tầm vóc thời đại khi đại hội khẳng định quyết tâm đổi mới công tác lãnh đạo của Đảng theo tinh thần cách mạng và khoa học. Sau đại hội, với trọng trách là Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng, đồng chí Võ Văn Kiệt là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt, cụ thể hóa đường lối đổi mới của Đảng, đưa vào thực tiễn cuộc sống với khát vọng chấn hưng đất nước, chấn hưng dân tộc. Những năm 1987-1988, cả dân tộc rơi vào khủng hoảng kinh tế, xã hội vô cùng trầm trọng. Ảnh hưởng của cuộc tổng điều chỉnh giá lương tiền cùng những sai lầm trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội, chính sách đối ngoại đã tác động mạnh mẽ đến mọi mặt đời sống. Trong khi đó, sản xuất chưa đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng, phải sử dụng nguồn vốn vay và viện trợ của nước ngoài. Sản lượng lương thực giảm mạnh, nạn đói xảy ra ở nhiều nơi, khiến đất nước phải nhập khẩu lương thực và nhận viện trợ nhân đạo chống đói. Năm 1991, đồng chí Võ Văn Kiệt đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, sau này là Thủ tướng Chính phủ. Khi đó, kinh tế xã hội đất nước bị khủng hoảng nghiêm trọng, lạm phát phi mã, có lúc lên tới 774%. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đồng chí đã cùng Chính phủ đưa ra nhiều chính sách có tính đột phá như xóa bỏ chỉ tiêu pháp lệnh, trao quyền tự chủ kinh doanh cho xí nghiệp quốc doanh, thực hiện thương mại hóa tư liệu sản xuất, cho phép các doanh nghiệp lớn cả Trung ương và địa phương được trực tiếp xuất nhập khẩu, chấm dứt tình trạng hai giá, xóa bỏ chế độ thu mua áp đặt với nông dân, bãi bỏ ngăn sông cấm chợ, thực hiện tự do lưu thông hàng hóa, chuyển dần nền kinh tế từ quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trường, đưa đời sống kinh tế xã hội của đất nước đi dần vào ổn định. Bên cạnh đó, công tác giữ vững an ninh quốc gia để phục vụ phát triển kinh tế xã hội luôn được đồng chí quan tâm sát sao. Đồng chí Võ Văn Kiệt luôn day dứt về nguy cơ tụt hậu của đất nước, về sự tăng trưởng bền vững của nước nhà, làm sao phát huy được tiềm năng sẵn có trong nhân dân để tận dụng cơ hội bứt phá, đưa đất nước phát triển nhanh hơn. Thời điểm đầu những năm 1990, ngành điện của đất nước phát triển không cân đối. Trong khi miền Nam và miền Trung thiếu điện trầm trọng, thì ở miền Bắc, sau khi nhà máy thủy điện Hòa Bình đi vào vận hành, thì nguồn điện lại trong trạng thái dư thừa. Thủ tướng Võ Văn Kiệt thường nói mà chúng tôi thường nghe, với tình hình điện đốm như thế này, thì thử hỏi nhà đầu tư nước ngoài nào sẽ đến đây để đầu tư ở Việt Nam. Cuối năm 1991, đồng chí Võ Văn Kiệt đã ủng hộ phương án làm đường dây cao thế tải điện từ Bắc vào Nam. Tuy nhiên, khi đưa ra xem xét, phê duyệt, đã đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Với tầm nhìn sâu rộng, nếu không xây dựng kịp thời các nguồn phát điện, thì tình hình cung ứng điện sẽ càng trở nên thảm khốc hơn nữa. Thủ tướng thì là rất là quyết tâm. Và phải nói là cái chỉ đạo rất quyết liệt.
ông còn tâm sự với một số anh em chúng tôi đó, đường dây này nếu mà xây xong mà không thành công thì tôi sẽ là cái người từ chức thủ tướng đầu tiên. Tôi cũng đồng ý với các đồng chí là đây khó khăn ở trên cái tuyến đường điện này. Thì cái này tôi cho rằng sau cái cuộc họp này đó, có thể ngồi lại bàn với nhau là mọi cách tính để làm sao khắc phục khó khăn, mọi cách tính làm sao để nhanh nhất, phải bảo đảm một cách rất nghiêm ngặt đối với cái chất lượng và gấp rút đưa cái đường điện vào làm sao nhanh nhất nếu được 2 năm. Được sự ủng hộ của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, trực tiếp là Tổng Bí thư Đỗ Mười, đầu năm 1992, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã quyết định phê duyệt luận chứng kinh tế kỹ thuật hệ thống truyền tải điện 500 kV Bắc Nam, đánh dấu sự khởi động cho một công trình quy mô to lớn của đất nước. Đồng chí nhiều lần có mặt ở những công trường thi công hiểm trở để thăm hỏi, động viên, khích lệ công nhân, cán bộ. Thật xúc động biết bao, tình cảm thân tình, chân quý ấy đã trở thành động lực ý chí to lớn cho cán bộ, người lao động vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ với trách nhiệm cao nhất. Khoảnh khắc lịch sử đóng điện đường dây 500 kV thành công vào tối ngày 27 tháng 5 năm 1994 đã trở thành một dấu mốc quan trọng của đất nước, góp phần chấm dứt thời kỳ phát điện phân tán cục bộ từng địa phương trên cả nước, trở thành xương sống của lưới điện quốc gia, giúp cho Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện cơ bản chương trình điện khí hóa toàn quốc. Là con người luôn trọng tình trọng nghĩa, công tư phân minh, vị thủ tướng của nhân dân chưa khi nào cho phép mình quên những ân tình, những cá nhân đã đóng góp một phần công sức cho thành quả, lợi ích chung của dân tộc. Cũng ngay sau ngày đóng điện, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đích thân đến gặp và gắn chiếc huy hiệu đường dây 500 kV cho ông Vũ Ngọc Hải, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng đang thụ án tại trại giam, và nói: đóng điện thành công tối hôm qua rồi, tội của anh luật pháp đã xử lý. Tôi vào đây để gắn chiếc huy hiệu 500 kV cho anh, vì anh đã tư vấn cho tôi làm công trình lịch sử này. Và đường Hồ Chí Minh, con đường nối hai thế kỷ, một công trình kỳ tích vĩ đại mà đồng chí Võ Văn Kiệt kêu gọi khởi công xây dựng, không chỉ là con đường của thời đại làm cho dân giàu nước mạnh, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, mà còn là sự liên hệ máu thịt giữa hai miền Nam Bắc. Từ việc cải tạo, mở rộng kênh Vĩnh Tế đến hệ thống công trình kiểm soát lũ vùng Tứ Giác Long Xuyên, thay đổi diện mạo đồng bằng sông Cửu Long, đều là những quyết sách đột phá quyết liệt mang dấu ấn bản lĩnh Võ Văn Kiệt. Còn dùng trong đồng tháp 10 là bị phèn nặng. Thì năm 80 các chuyên gia Hà Lan vào á, thì nói là nó muốn chinh phục 1 hecta đất phèn ở Hà Lan phải tốn $1 triệu. Thì cái đó ngoài khả năng của Đồng Tháp cũng như của Việt Nam. Năm 81 thì mời 2 chuyên gia Liên Xô vào, ông lấy đất rồi mấy cái bụi năng. 2 tháng sau ông trả lời nó là đất này không trồng lúa được. Với một cái tư tưởng là tôn trọng ý kiến của nhà khoa học, nhưng mà chú ý tổng kết thực tiễn sáng tạo của nhân dân. Mà đồng chí Võ Văn Kiệt đã có những cái chỉ đạo hết sức là táo bạo, hết sức là kiên quyết. Việc bác Kiệt và các nhà khoa học Việt Nam dũng cảm khai thác đồng tháp 10 Tứ Giác Long Xuyên, đánh đổ một quan điểm của các nhà khoa học dùng ổn đới, đưa cái Tứ Giác Long Xuyên cũng như cái đồng tháp 10 thành giữa lúa của cả nước và cả vùng Đông Nam Á. Khí chất táo bạo, quyết liệt hành động, đi đến tận cùng của đồng chí Võ Văn Kiệt đã giúp hàng chục vạn nông dân các vùng ngập lũ ổn định cuộc sống ở các cụm tuyến dân cư được tôn tạo. Đồng bằng sông Cửu Long đã thực sự trở thành vựa lúa lớn không chỉ của riêng Việt Nam
mà còn mang tầm vóc quốc tế, đưa Việt Nam giữ vị trí là một trong những quốc gia đứng đầu về xuất khẩu gạo trong những năm gần đây. Đời sống của nông dân ở đây và tất cả bà con ở đây đã đi lên rất nhiều. Có kinh rồi có lộ thì có trường. Trường trạm có đủ thì bây giờ các em đó là học hành tới nơi tới chốn hết. Trước kia nó có cái tên là T5 Tuần Thống, nhưng theo cái tập quán mà của bà con nông dân ở đây thì người ta yêu thích, người ta thương mến cái người đã làm ra cái công trình này, cho nên người ta mới gọi là kênh ông Việt. Với nhãn quan của một nhà lãnh đạo tài ba, đồng chí Võ Văn Kiệt còn ký quyết định nhiều công trình vĩ mô có ý nghĩa sâu rộng to lớn. Trong đó có quyết định xây dựng nhà máy lọc hóa dầu và khu kinh tế Dung Quất, khu công nghiệp lọc và hóa dầu đầu tiên của cả nước. Từ khi đi vào hoạt động cho đến nay, đây vẫn là một trong những khu công nghiệp tầm cỡ, trung tâm kinh tế biển năng động, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, đưa Quảng Ngãi và miền Trung cất cánh trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thủ tướng Võ Văn Kiệt luôn luôn phát triển làm thế nào cái công nghiệp dầu khí trở thành một động lực kinh tế. Động lực kinh tế mà mang lại không những kinh tế cho đất nước mà cho cả phát triển công nghiệp địa phương. Chúng ta thấy rất rõ rằng là ở nơi nào dầu khí đến là nơi đó kinh tế địa phương được phát triển. Và đồng thời đối với đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ quan tâm làm thế nào phát triển dầu khí một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, việc thành lập các tổng công ty nhà nước đã tạo động lực thúc đẩy phát triển nền kinh tế của đất nước về cơ cấu vùng, cơ cấu ngành kinh tế. Việc xây dựng các khu chế xuất, khu công nghiệp, quy hoạch và xây dựng 3 vùng kinh tế trọng điểm của cả nước, các ngành kinh tế mũi nhọn cũng chính là những nhân tố quan trọng làm nên thành công của sự nghiệp đổi mới ở nước ta. Trước sự phát triển như vũ bão của công nghệ thông tin, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã ký quyết định 343/TTG về việc xây dựng chiến lược khoa học và công nghệ Việt Nam đến năm 2020. Trong đó xác định rõ, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ phải là bộ phận hữu cơ của chiến lược phát triển kinh tế xã hội. Thủ tướng Võ Văn Kiệt có một cái quyết định chính xác, đó là lựa chọn thị xã xưa là một cái vùng đất hoang tàn và đầy bom đạn để thực hiện hồi sinh và xây dựng một cái trung tâm tỉnh lỵ mới của tỉnh Lào Cai nằm sát về biên giới. Đây có thể nói rằng là một cái quyết định hết sức khó khăn vào thời điểm đó, nhưng cũng là thể hiện được cái tư duy và cái tầm nhìn chiến lược của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, tạo ra bước ngoặt và một cái nền tảng để cho Lào Cai có cái sự phát triển nhanh và bền vững trong suốt giai đoạn vừa qua. Trên bình diện quốc tế, sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và Đông Âu cuối những năm 80, đầu năm 90 của thế kỷ 20 đã làm thay đổi căn bản cục diện chính trị thế giới. Bên cạnh đó, Mỹ vận động quốc tế thi hành chính sách bao vây cấm vận đối Việt Nam và nguồn viện trợ từ phía Hội đồng Tương trợ Kinh tế SEV bị cắt giảm. Thủ tướng Võ Văn Kiệt sớm nhận thức những mối quan hệ quốc tế quan trọng cần giải quyết, đưa ra thông điệp về một nước Việt Nam đổi mới, sẵn sàng làm bạn và là đối tác tin cậy với tất cả các nước vì mục tiêu hòa bình, hợp tác và phát triển. Sau khi mà đã có quyết định rằng chúng ta phải mở cái quan hệ quốc tế ra bên ngoài, thế thì ông cũng bảo thế này, chúng ta phải tiến hành 3 vòng. Thứ nhất là cải thiện quan hệ với các nước Đông Nam Á. Thứ hai là cái vòng châu Á-Thái Bình Dương. Cái vòng thứ ba sang châu Âu. Đấy, từ cái châu Âu đó thì chúng ta có tạo được một cái thế để mà mở quan hệ với Mỹ. Tôi cũng rất ngạc nhiên. Bảo ông này, ông ấy chuyên môn chiến đấu du kích thôi. Thế mà sao ông ấy tầm nhìn quốc tế lại ghê gớm như thế? Kết quả của những nỗ lực đó là năm 1992, Mỹ bỏ bao vây cấm vận. Năm 1994, Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Năm 1995, Việt Nam gia nhập ASEAN. Cái mối quan hệ này đó chẳng những ý nghĩa thông thường mà nó còn ý nghĩa chính trị sâu sắc lắm.
nó đưa đất nước chúng ta đó vượt qua những cái giai đoạn khó khăn tưởng chừng như không qua được. Năm 95, Tổ chức Thương mại Thế giới WTO bắt đầu hình thành. Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã nghĩ đến và đã hình dung đến tương lai của Việt Nam. Thì cái tư tưởng lớn như vậy là được đặt ra từ rất sớm. Chính nó đã mở đường và đã tạo nền tảng cho những cố gắng cải cách liên tục của Việt Nam và càng ngày càng theo các chuẩn mực quốc tế nhiều hơn. Năm 1997, Việt Nam đã huy động được 8,5 tỷ đô la Mỹ ODA và 28 tỷ đô la Mỹ đầu tư nước ngoài. Mức tăng trưởng hàng năm là 8%. Những thành tựu đó gắn liền với tư duy chính trị nhạy bén và hành động ứng biến năng động của đồng chí Võ Văn Kiệt. Đồng chí đã cùng tập thể Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo thực hiện thành công đường lối ngoại giao rộng mở. Prime Minister Võ Văn Kiệt, and before he was Prime Minister, is to me one of the central figures. He was not an economist, he said, oh. But he then realized how the economy was working. Intellectual clarity to recognize when there is a problem, to see, to understand how strategic he was in building alliances, in not making enemies. Có dân là có tất cả. Tư tưởng ấy luôn thường trực, xuyên suốt và nhất quán trong suốt cuộc đời sự nghiệp của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Bởi vậy mà đồng chí dám quyết liệt mạnh mẽ với những việc mà với nhiều người điều đó là không thể. Là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mặc dù không được đào tạo bài bản qua nhiều trường lớp, song đồng chí Võ Văn Kiệt luôn kiên trì học tập, nghiên cứu, thực hành tư tưởng đạo đức và tác phong của người. Đồng chí là hiện thân của người Cộng sản với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo và dám đương đầu với khó khăn thử thách vì lợi ích chung của dân tộc. Một con người chân tình và đổi mới thực sự đấy, và một con người luôn trăn trở về nhân dân và đất nước. Giữa cái cá nhân và cái lợi ích quốc gia đó thì là ông bao giờ cũng đặt cái lợi ích quốc gia lên trên. Đối với ông, cái ghế cao nhất là Thủ tướng chỉ là công cụ để mà ông có thể phục vụ đất nước, phục vụ người dân. Trân trọng từng cá nhân con người mới có thể xây đắp nên khối đại đoàn kết dân tộc. Đồng chí Võ Văn Kiệt sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ với mọi tầng lớp nhân dân và tập hợp nhiều trí thức lớn bằng cả tấm lòng của mình, không khách sáo màu mè, mà đến với họ thẳng thắn, chân tình, cởi mở, với tinh thần quang minh chính đại, lấy đại nghĩa quốc gia làm trọng, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân đặt lên trên hết. Tổ chuyên gia tư vấn về cải cách kinh tế và cải cách hành chính được Thủ tướng Võ Văn Kiệt thành lập năm 1993, không chỉ quy tụ các chuyên gia uy tín của nhiều lĩnh vực trong và ngoài nước, mà còn tập hợp những trí thức đã từng làm việc ở bộ máy chính quyền Sài Gòn trước giải phóng. Văn phòng công tác nghiên cứu kinh tế nhóm thứ 6 câu lạc bộ giám đốc, với sự góp mặt của nhiều chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, do đồng chí sáng lập trong thời gian giữ cương vị bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã giúp Thành ủy nắm bắt được những giải pháp và đưa ra chủ trương hợp lý nhằm bước qua giai đoạn vô cùng khó khăn ngặt nghèo. Khi cái số mà trí thức với chuyên gia mà bỏ đi đó thì ông hết sức là băn khoăn. Sau này có một số người họ đi vượt biên rồi mà họ bị bắt trở lại đó, ông đích thân ông đi lãnh đó. Mà chính cái này đó người ta mới tâm phục, khẩu phục. Khi ở lại thì lại được gặp ông Võ Văn Kiệt, đưa tôi về làm tại Bệnh viện Nhi Đồng 2, rồi không lâu sau đã bổ nhiệm tôi làm trưởng khoa, để tôi được toàn quyền xây dựng ngành ngoại nhi cho thành phố. Ông nói là ban đầu làm việc với nhóm thứ 6 á, là ông phải hai tay dính dưới bàn, vì các anh nói những điều rất là sốc, phải chịu đựng cái sự sốc đó để nghe mấy anh nói. Nhưng qua rồi thì những lời có lý đó với những cái thiết tha của anh em thì tôi hiểu được tấm lòng của các anh. Cái cách tiếp cận những vấn đề của đồng chí Võ Văn Kiệt đó
rất là khoa học. Đồng chí nói với chúng tôi là trong mọi vấn đề của phát triển đó, thì phải tiếp cận nó từ các cái ngành khoa học khác nhau. Bởi vì những vấn đề của phát triển nó là tổng hợp. Thấm nhuần tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện quan điểm của Đảng, người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam. Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo chính phủ xây dựng ban hành các cơ chế chính sách, thành lập bộ máy Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Những quan điểm chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước đã tạo lòng tin vững chắc, góp phần đưa sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc lên tầm vóc mới, đáp ứng đòi hỏi mới của công cuộc xây dựng, bảo vệ đất nước trong bối cảnh mở cửa hội nhập quốc tế. Quán triệt chỉ đạo của Ban chấp hành Trung ương Đảng về giáo dục, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã chỉ đạo thành lập Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với giáo dục bậc đại học, giao quyền tự chịu trách nhiệm trong đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, tài chính, hợp tác quốc tế và tổ chức bộ máy, tạo điều kiện để theo kịp bước phát triển của các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Tuy gánh vác nhiều công việc trọng đại của quốc gia, dân tộc, đồng chí Võ Văn Kiệt vẫn luôn quan tâm đến sự phát triển của văn học nghệ thuật và đời sống các văn nghệ sĩ. Được sự chia sẻ, động viên của đồng chí, văn nghệ sĩ cả nước như được tiếp thêm sức mạnh để có những tác phẩm xứng đáng với mong mỏi của nhân dân. Sinh thời, đồng chí luôn chỉ đạo các ngành các cấp cần quan tâm cải thiện đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn của cả nước. Qua nhiều chuyến công tác, nghiên cứu, khảo sát, đồng chí hiểu thấu đáo sâu sắc những thiếu thốn cũng như hạn chế về đời sống, y tế, giáo dục của mỗi địa phương và sẵn sàng trải lòng mình, lắng nghe mọi tầng lớp nhân dân từ Bắc chí Nam để tìm giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống kinh tế xã hội mỗi vùng miền và ban hành nhiều chính sách hợp ý Đảng vừa lòng dân. Đồng chí nói, phải có chính sách để người nghèo, đặc biệt là nông dân, bà con các vùng nông thôn, vùng dân tộc, không bị gạt ra bên lề tiến trình phát triển. Trong công cuộc khôi phục tái thiết Thành phố Hồ Chí Minh những ngày đầu gian khó, hình ảnh đồng chí Võ Văn Kiệt hào hứng vác cuốc dẫn đầu đoàn quân xung kích đã khơi dậy mạnh mẽ lòng yêu nước và tập hợp sức mạnh của tuổi trẻ. Anh đứng ra vận động thành lập lực lượng thanh niên xung phong để mà khắc phục hậu quả của chiến tranh. Hồi đó các đồng chí biết chúng ta đâu có máy móc, chúng ta đâu có cơ giới, chỉ bằng tay không. Đi khai quang phục hóa, đi xây dựng ở những vùng kinh tế mới, công việc khó khăn lắm. Đầy tin tưởng của Đảng bộ và chính quyền nhân dân thành phố. Tôi nhìn trên các cái đại công trình của thanh niên đều có các giới hết. Trí thức cũng tham gia, văn nghệ sĩ cũng tham gia, các chức sắc của tôn giáo cũng tham gia. Như vậy tôi có niềm tin vào cái sức mạnh đi lên của dân tộc mình. Giờ đây, thanh niên Việt Nam với tinh thần khởi nghiệp đầy khí thế, nhiệt huyết và dấn thân, hàng ngàn công trình sáng kiến của thanh niên, đảng viên trẻ trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần xung kích của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Với những bài học từ đồng chí Võ Văn Kiệt, bác Sáu Dân, tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh hôm nay cũng đã sáng tạo, dấn thân, có nhiều cái mô hình giải pháp hay, hiệu quả và thiết thực được nhân rộng toàn quốc. Có thể kể đến đó là chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh đã thu hút, lôi cuốn hàng triệu bạn trẻ đến với lại các cái địa phương khó khăn để có thể hỗ trợ cho bà con còn nhiều khó khăn. Với quê hương Vĩnh Long, mỗi lần về làm việc, đồng chí luôn đến tận các xã Củ Lao để khảo sát việc phòng chống lũ cũng như đời sống sản xuất của bà con. Với những tình cảm sâu nặng, trăn trở, tâm huyết,
đồng chí luôn động viên các lãnh đạo, cán bộ đảng viên phải biết dựa vào dân để giải quyết những vấn đề nhân dân mong đợi, gắn bó với dân như những năm còn đánh giặc, và đặc biệt cần khuyến khích nâng niu từng sáng kiến của nhân dân trong thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thế làm sao tạo được một cái phong cách làm việc của tỉnh ủy, huyện ủy, tác động huyện ủy, bám sát như cơ sở, bám sát như dân. Những lời dặn dò của đồng chí Võ Văn Kiệt cho đến nay vẫn là kim chỉ nam để toàn đảng, toàn quân, toàn dân Vĩnh Long đoàn kết, phấn đấu xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển. Tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và truyền thống tốt đẹp của quê hương Vĩnh Long, nêu cao hơn nữa tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu chung sức, chung lòng và tranh thủ những thuận lợi, vượt qua những khó khăn, thách thức, xây dựng tỉnh Vĩnh Long ngày càng phát triển, mang lại ấm no, hạnh phúc cho người dân, xứng đáng với tình cảm và ước nguyện của đồng chí Võ Văn Kiệt. Sau khi rời cương vị Thủ tướng Chính phủ vào tháng 8 năm 1997, trên cương vị Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí vẫn dành nhiều tâm huyết trí tuệ, cống hiến cho Đảng, cho dân tộc. Đồng chí dành nhiều thời gian thăm lại những nơi đã đi qua, những miền đất đã từng gắn bó, gặp lại bà con thân thương, những người đã từng chở che, yêu thương, đùm bọc, gợi nhớ cho đồng chí biết bao hoài niệm đẹp đẽ. Những năm tháng cuối đời cũng là quãng thời gian mà người cha, người ông Sáu Dân được gần gũi bên cạnh những người thân yêu của mình nhất. Ba chắc muốn gửi gắm một cái điều gì vô cái tên, cho nên vẫn rất là muốn làm đặt tên mình là Hiếu Dân, và mong muốn mình khi mà lớn lên trưởng thành sẽ luôn luôn như là một cái gì nhắc nhở mình, và cho tới bây giờ là một vòng đời rồi mình mới hiểu đầy đủ ý nghĩa của cái tên đó. Và cũng chẳng thể đếm hết những lần đồng chí đi bộ dọc bờ sông Sài Gòn, rồi đứng thật lâu trên bến Dược, dõi ánh mắt về phía xa xăm. Năm 1966, chuyến tàu chở bà Kim Anh cùng hai người con trên đường đến thăm chồng đã bị máy bay Mỹ ném bom và mãi mãi nằm dưới dòng sông Sài Gòn. Hai tin mẹ và hai em bị giặc Mỹ bắn chìm tàu. Phan Chí Dũng, con trai cả của đồng chí khi ấy, đang học ở miền Bắc, đã xin cha xung phong về Nam chiến đấu, và cũng đã hy sinh khi vừa mới bước qua tuổi đôi mươi. Cháu đi chiến đấu mà hy sinh thì cái điều đó gọi cũng là một cái tổn thất, nhưng mà cái tổn thất đó đương nhiên cũng như bao nhiêu người khác, bao nhiêu gia đình khác. Sự từ biệt quá đỗi đột ngột của đồng chí Sáu Dân Võ Văn Kiệt vào buổi sáng ngày 11 tháng 6 năm 2008 là nỗi mất mát, tổn thất vô cùng to lớn của Đảng, của nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế. Đồng chí ra đi khi biết bao hoài bão dự định vẫn còn dang dở. Người còn đây trong tiến trình dân tộc, những mầm non giàu sức bật vươn lên, những công trình dở dang cần hoàn tất, và ánh trăng vàng vạc ở bên thềm. Những hàng me đường Sài Gòn vẫn hát, dòng Cửu Long dâng bát ngát phù sa. Người không đi mà được về bên Bác, trong bạt ngàn thơm ngát những mùa hoa. Đồng chí Võ Văn Kiệt là một nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tư tưởng của đồng chí là còn dân là còn tất cả, có dân sẽ làm nên tất cả. Với ý chí trách nhiệm của một người lãnh đạo hết lòng vì nước,
vì dân. Đồng chí là một nhà hoạt động chính trị tài năng, sâu sát thực tế, quyết liệt trong hành động, vì lợi ích chung. Một người cộng sản chân chính với trái tim nhân hậu, ấm áp, tỏa sáng trong nhân dân và bạn bè quốc tế. Chúng ta nguyện noi gương, học tập, tiếp bước, nêu cao tinh thần đạo đức cách mạng, hết lòng, hết sức, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thật khó để có thể nói hết những cống hiến lớn lao mà Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã tận hiến cho Đảng, cho nhân dân. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí luôn tận trung với nước, tận hiếu với dân, sống giản dị, khiêm tốn, luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết. Đồng chí là tấm gương trong sáng, mẫu mực về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư, để lớp lớp các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân noi theo. Lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng phát triển và hội nhập quốc tế mang đậm dấu ấn bản lĩnh của người lãnh đạo tài năng, sáu dân Võ Văn Kiệt sẽ mãi mãi được nhớ đến với tất cả lòng biết ơn, tự hào và chân quý nhất.